Hello, xin chào tất cả các bạn nha, mọi người. Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Thì hôm nay mấy thằng em mình nó đòi ăn uống thì mình sẽ làm một món cho các bạn xem nhá. Mọi người cùng đợi theo dõi video của mình nha. Mình đang chặt củi các bạn nhá. Hôm nay ở nhà mình đang chặt củi. Nói như vậy thôi, mình sẽ làm món mình quay lại xem nhanh mà ở quê mình người đi mua than đó, phải chặt củi nhà. Điều kiện của nhà mình cho các bạn xem video của mình nhá, để anh em mình có cái động lực để làm video. Chứ bây giờ tiền không có các bạn, đói lắm. Mình chặt từng khúc củi của nhà mình ra đâu xuống xuống các bạn. Nhưng người ta còn có tiền để mua than đây, mình không có tiền đâu. Đấy, đúng rồi, tay nào thẳng ngay các bạn, tay quay miệng trễ các bạn. Thì mẹ mình đang về sao? Mình hôm nay là có ý tưởng cho mẹ mình nữa nhé. Rồi mãi đợi mãi cho mẹ mình về. Đấy, làm thêm một món vịt nữa. Còn mấy thằng em mình ăn. Chơi là 1.000 người đăng ký vẫn ăn các bạn. Đấy, anh em mới bắt đầu gióm lửa nhá, gióm lửa cháy to lắm các bạn ạ. Bắt đầu cháy to rồi, mọi người xem mà thấy hay nhớ đăng ký ủng hộ anh em mình nhá. Bọn mình thì vẫn đang thiếu nửa đăng ký, thì mỗi người chung tay chia sẻ đăng ký ủng hộ anh em mình nhá. Mình cảm ơn. Thì mọi người cùng theo dõi video của mình nhá. Đây các bạn ơi, mình hôm nay sẽ dạy thằng béo nó nấu ăn nhá. Ở nhà nó lười lắm, nó không biết làm cái gì. Hôm nay mình sẽ dạy nó nấu ăn nhá các bạn nhá. Đấy thì ở nhà ăn chơi mà mập béo nút à. Không được cái gì. Đấy các bạn. Đấy, bỏ ra. Rồi bỏ ra. Xong rồi trộn kia lên, trộn cái anh ướp sẵn rồi các bạn ơi. Đây là gia vị mình ướp sẵn rồi nhá. Có nấm mắm mật này, có hành khô này. Nói chung là gia vị chính mắm muối các thứ là đầy đủ hết các bạn. Đây thôi, đây là chai Masiri nhá các bạn nhá. Mình sẽ cho đây nhá. Để tí nó bóp tay vào cho nó sao cho sướng các bạn. Bị tắt. Đấy, đấy. Đây có ớt bên trong ạ. Cái này là Maggi nó có ớt sẵn rồi các bạn. Đấy, đấm ít đâu ơi. Đấm ít này chấm được rồi. Được các bạn. Rồi. Rồi quá mạnh. Thì rồi đây, mang đây, mang đây. Đây đây. Đây để nhét ở trong giữa. Ê lên, chỗ đầu có hành khô, chỗ đầu đây. Chỗ cả hành khô lên. Đấy. Đây các bạn này. Hôm nay béo nó nấu nướng các bạn nha. Cho nó nấu cho nó quen ở nhà nó nồi nồi thấy rồi người ta rồi. Đấy, mày lại đi ít chú đi à. Đấy chưa đây, rửa tay chưa đây? Được rồi, được rồi, được rồi, được rồi. Đấy. Đấy các bạn em nó trộn đều với nhau, nhét vào trong. Ủa thế nồng mề đâu ấy, không làm nồng à? Thôi phải anh rửa cái xích. Được. Được. Ok, thế là nhét vào trong, nhét hết vào trong. Hào chơi to nhá. Tay nào nó to nó sốc vào trong ấy, giống hết cả bụng của con vịt các bạn. Tay này giống hết cả con vịt. Đây rồi. Đây, đấy, đấy thằng tay thằng béo nó khéo các bạn. Tôi khéo các bạn, trông như mình dạy em một lần nó hiểu liền. Trông như bạn, thông minh quyết. Anh ngồi quay mặt sang kia để cho các bạn nhìn là cho nét nét tí. Nào đấy. Đấy, vừa làm vừa nhìn lên đây nói chuyện các mọi người. Đấy, hôm nay nó mới được nó nhắc cái đấy mà nó đã kêu mỏi, không biết ở nhà nó mỏi cái gì á. Mỏi nhà chắc là nó ngồi nó chơi. Bảo sao người cứ béo lú ra. Ui, anh thiếu anh, không được ớt đấy. Ừ, đây mình sai thằng em mình nó đi ăn trộm ớt các bạn nhá. Biết biết chưa? Đây thằng em mình nó sai ra ăn trộm ớt các bạn nhá. Cái này cứ cho bên trong này, cái tí chấm được mà. Đây cái này Maggi này nó có tỏi ớt rồi. Ừ, thế này cho cả quả cho cay các bạn. May đấy là không xuất sắc thì đến tay ấy. Nghe thấy chưa? Nghe thấy rồi, đổ nước à, con đổ nước vào. Không cần, tí nữa sau tí nữa quát vào để cho nó xém mấy á. Không lấy gì để buộc cái đít. Tí nữa, cứ nhét cái cây vào trước á. Em nhét cây vào cho anh. Chặt tật người nhớ đây. Chặt đầu cái đoạn ra để Tuấn tay sạch sạch tí không ăn lại. Chocolate chết. Chocolate chết. Đâu, ra đâu. Đấy, dao. Tìm đến là, kia đây là sau cột, sau mông rồi á. Thằng áo ngơ các bạn, dao là sau mông nó không biết này.
ôi 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 cái đấy, ôi cái đấy người ta để nằm ngay đấy, đây chặt cái kia, chặt cái chân đỉnh kia, chặt cái được cái đã, được hết được tí rồi, chặt tí rồi, chặt tân nằm để thành niên này. Xin nó nhảy xin ở trước nhất này sau ui giời. Xin một cái cây cho nó sạch sẽ. Ôi giời thành niên. Anh ạ. Tí rùa. Anh ạ. Anh ạ bấm đánh ở trên trước không hả? Không, cái đấy khác được. Cho cái kia cho nó mẻ ra ôi lại thành niên đây. Lại thằng nữa này gì? Lại ngáo ngơ các bạn. Bảo sao? Yêu thế nào yêu? Đi, không dừng ở đây. Đánh này nó không rồi lại. Quen cái này xong rồi đó. Cần gì nhiều. Đây nha các bạn nha. Đây mình cho ớt ướt các thứ tâm vị trong này của nhà các bạn nha. Cho thằng em nó làm luôn à. Nó làm nó chát ra cái gì cả. Rồi các bạn. Đây mình sẽ nhuốt nha trong này nha. Nhẹ thôi. Đau. Ui. Các bạn thấy giống không? Mất một ít các bạn, mất một ít mong mật. Đây con rau. Đây con rau. Ui, rơi nước ra. Các bạn này, cái ngàng này nhá, các bạn phải để lại thôi nhá. Không cho tí đỡ xoay cái này đút trong người này. Thì quay tí quay nó đỡ xoay các bạn. Đấy các bạn ạ, cái này đút trong người thì tí nó đỡ bị xoay các bạn. Đấy, xong rồi anh em mình khâu vào nhá các bạn. Đây, lấy một cái dây kia. Đâu? Liên câu cái này. Đây đấy được, đưa ngay anh, các bạn ơi. Đấy, thằng kia thằng béo kia nó quay siêu. Nó không cần cầm cán nó cũng quay được các bạn ạ. Đấy. Đấy, cao thủ phết. Ui. Các bạn ơi, đây là tư. Cầm bên kia, cầm không ngoài. Cầm không ấy. Chậm chậm thôi, quay nhanh ấy. Đều đều như nhặt vào, nhẹ nhẹ. Đúng rồi, đấy. Đấy, thằng kia, thằng béo kia nó quay siêu. Không cần cầm cán nó cũng quay được các bạn ạ. Đấy. Đấy, cao thủ phết. Ui. Thằng kia chắc sóc nọ quen rồi các bạn. nhìn cái cổ tay của nó, nhìn cái nắm lưng này. Đây là món vịt muối cột các bạn nhá. Đấy, anh em mình đang cho nó muối này. Gì này chú ý. Đây là bãi đất của nhà ông ấy bông bỏ hoang vẫn là mặn chun nha các bạn nha. Đây mình hôm nay ra đây nướng cho anh em thưởng thức nha. Là cũng cảm ơn là hơn 800 người đã đăng ký ủng hộ cho anh em mình nha. Mình cảm ơn tất cả mọi người xem nhớ đăng ký ủng hộ anh em mình nha. Thật sự là anh em mình cũng muốn kinh nó phát triển một tí mới cả làm cho nó đẹp hơn, nhưng mà kinh tế của mình cũng không có các bạn. Bây giờ mong các bạn mỗi người chỉ cần bỏ ra một chút thời gian thôi để đăng ký chia sẻ ủng hộ anh em mình thôi, thì lúc đó anh em mình có chi phí thì làm nó sẽ đẹp hơn các bạn. Bây giờ thật sự là kinh tế của chúng mình là có nói chung nhu cầu là nó chưa được ổn định các bạn. Các bạn xem nhớ đăng ký ủng hộ anh em mình nhá. Mình cũng chỉ có lời như thế thôi. Mọi người xem mình cũng xem không mất nhiều thời gian đâu, chỉ là có cái nút đăng ký bên dưới thôi. Mà không cũng không mất gì. Vì nếu mà các bạn đăng xem nếu mà các bạn đăng ký thì không xem được các bạn. Lúc nào rảnh đi xem thôi. Bây giờ anh em mình làm cũng mất nhiều thời gian mà các bạn xem các bạn không đăng ký mình hơi buồn các bạn. Nói vậy thôi các bạn nhớ đăng ký ủng hộ anh em mình nhá. Đấy các bạn. Đấy là tí nữa cho nó ấy bớt thì mình hạ tầm xuống các bạn nhá. Bây giờ mà hạ xuống thì nó lại nhanh cháy quá các bạn. Nó không được ngoan con vịt. Đây là món vịt muối cột các bạn nhá. Đấy nó đang muối cột các bạn. Muối quanh cái cột. Ê, mày đứng bên này quan sát này. Đây có lửa. Đã đứng ngồi trên rồi. Đấy nó chơi lửa các bạn. Hôm qua mình có chôn nó đâu mà hôm nay nó ghét mình ngồi đâu nó quạt lên xuống đấy. Này, con vui các bạn. Anh em tốt thế. Mày bảo tôi đứng không? Ở chỗ nào vậy? Cho nó bài nhảy nào ạ.
bạn ạ. Rất chín rồi các bạn. Đấy, nhìn mùi thơm mỏng vàng ươm các bạn. Mùi quạt ngoái tay. Đấy các bạn này. À, béo này hôm nay nó hơi vất vả, ở nhà nó lười nhưng mà đi mình muốn lượt nó mẹ quá hẳn các bạn. Được. Bố nó nhìn thấy video này bố nó mừng. Đấy. Các nhá. Con chuột con nào đấy. Bạn đi đi không bị của mình vàng không? Đấy các bạn nhìn vàng chưa? Đấy các bạn ạ. Rất chín rồi các bạn. Đấy nhìn mùi thơm mỏng vàng ươm các bạn. Mùi quạt ngoái tay. Béo này hôm nay nó hơi vất vả, ở nhà nó lười nhưng mà đi mình muốn lượt nó mẹ quá hẳn các bạn. Bố nó nhìn thấy video này bố nó mừng. Đấy các nhá, con nào đấy các bạn đi đi có vịt của mình vàng không? Đấy các bạn nhìn thấy vịt của mình vàng chưa? Các bạn ơi, nhìn con vịt của mình vàng không? Vừa chín rồi các bạn nhá. Đấy, ngon chưa các bạn? Đoạn này ăn miếng xương các bạn nhá. Tí ăn mọi mình ăn xé nha. Hơi bỏng tí nhưng mà nó ngon lắm các bạn. Không như là ăn chặt kia. Ăn chặt nó tầm thường rồi các bạn. Đấy các bạn, nhìn thấy chưa? Nhìn vào không? Ui. Ui, bọn kia nó nhìn cái thằng ấy kia nó xấu lúc nhãi rồi. Đây thằng béo này, nhất thằng béo này nó chèm nó sẽ nó nhãi suốt nãy giờ rồi. Ngược lý tự nhãi rồi. Ok các bạn nhá. Đâu rồi mày quay trong đấy. Thôi nó các bạn. Đấy nha, chín rồi nha, mình cho đây nha các bạn nha. Đấy rồi, thơm quá. Đợi mãi mới được ăn anh em ạ. Đây các bạn này, mỗi thằng nó xé một miếng nha các bạn nha. Đây mình anh em mình chơi xé nha. Ai xé được khoan từ từ ăn, xé lên để mời các bạn ăn. Thì đã ăn đâu. Ai à. Ui. Từ từ. Cắt đi mày. Cắt đi mày. Một thóc à. Mà tất cả các anh em cùng ăn cùng mình nha. Mình cả anh em nhá. Mời các bạn nhá. Mời tất cả bạn nhá. Mời các bạn ăn vịt cùng tôi. Gửi răng. Đấy nhá, mời mình mà cũng mời các bạn ăn cùng mình nhá. Đây tất cả các bạn nhá. Đây, và mời con hai đuôi này cho đứa này, đây một đứa. Này, đây, thằng này á. Nhá, giờ mình mới được vào đi xé các bạn. Đấy. Đùi ấy mình sẽ ra các bạn. Đấy, mình ăn chỗ ức này các bạn. Mời các bạn nhá. Mình mời các bạn cùng ăn cùng mình nhá. Mời các bạn ăn cùng mình nhá. Cái này ăn cùng cái này cũng ngon. Ngon lắm, ăn cùng cái này ngon lắm. Thật. Ăn cùng cái rau này. Giờ là cái gì chẳng ngon. Thật. Tâm thật đó các bạn. Ngon. Ngon các bạn. Ngon thật. Ngon chưa. Có ăn nữa, có ăn cùng mình nhá. Nếu mà ai gần mình qua thỉnh thoảng qua mình làm ăn nhá. Cái này mình ướp gia vị mình ngon lắm. Thật, ướp cái này ăn cái này ngon à. Thật, ăn cái rau này ngon hơn. Wow. Ngon hơn quán. Nghe. Em không ăn rau các bạn. Ngon lắm các bạn. Chú ăn rau xem, ngon thật, ngon rau. Không, em không ăn rau. Ai à? Ai à, đi ăn mỗi cánh. Bỏng quá. Cái bông em cái dài. Bố già tin già ui ớt đây ui nghe ngon chấm tự ớt ngon hơn các bạn ngon lắm ui đâu chả cái sao câu em ăn nè chấm một lần chả ui à bỏ các bạn đang giờ đói quá ăn cái gì ngon các bạn mình nhá ui sao câu rồi
Đây miếng nắng được. Đây rất rất. Ê mà tao cắt đâu không. Tương ớt đổ lau. Các bạn ăn cùng mình nhá. Ngon lắm ạ. Ui tao cầu ngoan thế. Cầu ngoan. Đây chúng họ biết cắt này đi ấy. Ố. Đây mình ăn cùng với rau ngon lắm. Đi bịt chuyên nghiệp. Mời anh em ăn phong cơ cùng mình nhá. Đi đâu vậy? Dài quá. Để xé cái này bạn. Đấy bọn mình ăn xé mới ngon bạn. Ngon. Chặt cho cái củ. Đây, được không? Chặt cho mỗi củ. Chơi bạn. Chơi xé mà lại dùng dao à? Bằng quá. Chơi nha các bạn nha. Còn còn quá ngon. Ngon các bạn. Cho một nửa. Để cho chú cái da. Dạ. Được kìa. Chú còn cháu. Còn cháu tốt đúng không? Biết nhường. Vâng nào. Chấm lẫn luôn. Ngon lắm. Không chấm tươi không? Chấm tươi không? Ừ, ngon. Ấy đổ ít tươi tôi đi cho hân chấm. Và ăn cái này thơm không các bạn? Ủa anh ngon lắm anh em ạ. Hơn ăn. Ui, cái đầu của anh mày ăn hết à? Lần sau chôn không được bảo bà Dũng nhá. Nhớ ấy. À, đứa cháu mình hôm nay mình chôn mẹ mình thì nó lại khô mất đoạn về cuối. Vì thằng này nó khô nó ăn hết ra các bạn. Đây đầu ơi, đây ba này đầu anh đây. Mình sẽ ăn kèm cùng cái lá này, ngon lắm. Da. Da. Ui, da vàng chưa các bạn? Đỏ ngoài nó. Hết sạch các bạn. Cái này đã phải là làm 3 con. Dạ. Dạ được nhiều vịt thế mà không biết lấy 3 con nhưng mà anh em mình phải làm từ sáng cơ. Này, chơi như này. Tôi tao cái bàn dưới này. Được chưa? Tao dưới. Wow. Ý, để mày xé mẹ hết cái chỗ ở nào. Đừng ở đâu tôi cả nha. Ngoan. Lại giờ tao tay nhau. Nó ăn cái lá này ngon nhờ. Được cảnh ngon hơn đấy. Vừa bắt không? Vừa nhờ. Ôi. Ngon lắm. Ai rớt tuấn rồi, ăn rớt trong béo này này, cái gì cũng ăn anh em ạ. Đấy mệt. Ngon lắm các bạn. Ngon lắm. Đúng tầm 9 luôn. Anh cả xương. Gan này, gan này. Ủi. Gan này. Bình gan. Chít bình nhịt. Ngon được, anh ạ, ăn hết rồi. Ngon các bạn. Hết rồi các bạn. Cái lá này ăn ngon. À, để cái lá này. Có hết lá à? Lá ngon thật. Ngon thật không? Wow, ướp vừa nhỉ? Ướp vừa bạn ngon. Đầu bếp thùm lướng ngon lắm các bạn ạ. Ai bếp tao nướng đấy. Anh mập mà nướng được. Ai Đủ răng à? À, lại được con cháo lên cho mỡ vàng rồi. Ăn ngon thật. Ê, chết rồi. Ngon này hết. Cái mày đang đang ngon hết rồi ạ. Hết rồi nào. Chưa bộ á. Ai được bài bắt con nữa đi. Ừ. Thả lông đi. Bảo vệ nhà Đức bắt đi. Đức cần nhờ vịt. Ngon nhỉ, ngon hơn quán nấu nhỉ. Tăng tầm này ngon hơn, ngon hơn không? Ai em bước vào anh cái đầu ấy. Tầm này ăn xít cũng ngon. Ăn lông thì cho nó chuối ở nào ấy. Bỏng rốt rồi. Thấy cần lá. Đây, cần lá cái này ăn đôi đi. Thế là video của mình kết thúc rồi nha. Mọi người xem nhớ đăng ký ủng hộ cho anh em mình nha. Đấy, mấy anh em mình hơi mệt nhưng mà ăn ngon các bạn. Thì mọi người xem nhớ đăng ký ủng hộ mình nha. Ôi, chúng mình cũng chào tạm biệt các bạn. Bye.